Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa. Vào hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện có tựa đề Lỡ làng, tác giả Lan Đình. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng à, là vui vẻ và hạnh phúc bối rối của hai người đó chính là Hoàng và cô gái tên Quỳnh. của gặp gỡ nào cũng đều có duyên, có phận và không biết được rằng Hoàng và Quỳnh có duyên phận với nhau như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện này ngay bây giờ. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 3 của câu chuyện này. Trời chuyển mưa từ sớm Quán phở vẫn còn tồn động khá nhiều hàng chưa bán được Ông chủ Hoàng đang ngồi ngáp dài Ngóng con hèm ngập đầy nước đọc Nhầm tính xem Quán có thể cầm cự được bao lâu Với cái tình hình ế ẩm kéo dài như vậy Còn chưa tính ra Thì bỗng dưng anh cảm thấy Như có một luồng gió lạnh Quét qua sống lưng Sự cảm bất an trồi lên trong lòng Hoàng Rồi nhanh chóng được chứng thực Khi anh nhìn thấy cảnh tượng ấy Từ xa con báo nhà anh đang cõng một đứa nhóc trên lưng bị bõm lội trong dòng nước tới đầu gối. Trong tay nó lại còn nắm một sợi dây dài, đầu dây kia buộc vào một cây thau giặt đồ cực lớn. Và trong cái thau đó có một đứa nhóc đang ngồi ngay ngắn và cổ vũ luôn miệng. Cơn mưa rồng với sấm chớp đùng đoàn lúc nãy so ra kém với sóng lòng của ông cậu Gia Khiêm vào lúc này. Hoàng cứ tưởng như sau rắc rối ngày hôm qua thì thằng nhóc nhà ông không bao giờ làm ra mấy cái trò vặt vãnh ai có thể ngờ được rằng gia khiêm lại chủ động rời khỏi căn phòng ấy là điều mà anh hằng mong mỏi thế nhưng khi nó đến tìm anh mà còn vác theo hai cục tạ thế này hoàng có cảm giác mình như đang gánh thêm rất rất nhiều phiền phức anh không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con đặc biệt là mấy đứa trẻ miệng còn hôi sữa nhưng mà tinh quái như hai cây nấm nhà hàng xóm cô em thì nhanh miệng còn cô chị tuy ít nói nhưng mà có vẻ còn thông minh hơn cái chính là trong giờ phút này Hoàng không thể nào tìm ra được mối liên hệ nào Giữa thằng cháu của mình Và hai cô nhóc nhà hàng xóm Mẹ của chúng đâu rồi Chẳng phải hai đứa nói rằng chưa nào Mẹ chúng cũng tạt về lo chuyện cơm nước cho con hay sao À Chú Quảng Chú Quảng Chiếc thuyền tự chế vừa cập bến bên cạnh vỉa hè Cô bé con chưa đợi anh hàng xóm bế xuống Liền nhảy tót ra Và chào về phía chú Hoàng Từ quê lên đây đã lâu có thể nói cậu cháu của anh chính là những người quen ít ỏi của Châu So với Khiêm Anh còn có thêm điểm cộng Là to khỏe và đáng tin cậy Không thể nào gọi đúng tên chú Thì đừng có réo in ỏi lên như vậy Nhóc con Anh hầm hừ Nhưng vẫn vươn đôi tay xăm chỗ của mình ra Nhóc cô bé qua bậc thềm cao Xếp tạm bằng những bao cát Sau đó đưa mắt nhìn hai đứa của nợ kia Thằng nhóc nhà anh đang rất cẩn thận Đặt bé chị xuống sau đó đứng tần ngần ở cửa mà không chịu vào Mưa ngoài trời chỉ còn lại vài giọt giả dích Bám vào khuôn mặt không mấy hồng hào của nó Sức khỏe yếu nhưng sĩ diện và cậy mạnh Lại không ai bằng Hoàng thầm mắng trong lòng Sau đó giật mình cảm thấy Sao lời này lại quen thuộc như vậy Mất vài giây anh mới nhớ Mẹ của thằng nhóc xưa kia Cũng thường mắng anh như vậy Vào đi Cháu định đứng mộc dễ ở đấy à nhưng mà em gái kia mà bị bệnh thì cháu có chịu trách nhiệm không? anh biết vì sao khi tới đây rồi bà khiêm vẫn còn không muốn bước vào căn tiệm này khung cảnh này nơi nơi đều in hẳn dấu vết hạnh phúc của một gia đình ba người của chị gái anh thằng nhóc này vẫn cần thời gian để thích nghi và chấp nhận sự thật xuân linh nhạy cảm nhận ra độ run rẩy từ cái siết tay của anh hàng xóm cả cái thái độ trần trừ không dám bước vào anh sợ chú mắng à? Hay anh sợ không đủ tiền trả? Anh đừng lo, thật ra... Thật ra là mẹ có để lại tiền cho tụi em, để phòng hờ rồi. Hồi nãy em nói không có tiền, là bởi vì mẹ dặn không được tùy tiện nói cho người ngoài biết là mình có tiền. Anh nhìn đi. Cô bé nhanh chóng mở hé chiếc túi nhỏ, đang đeo bên hông cho khiêm nhìn thấy. Bên trong là vài tờ tiền mệnh giá lớn, chắc là được vài trăm nghìn. Cái điệu bộ này như gấp gáp muốn chứng minh cũng là người có của. Vậy thì anh hàng xóm đã liệt vào hàng ngũ người quen hay là người nhà của cô bé rồi sao? Nhìn vào đôi mắt tràn đầy hãnh diện và sự an ủi của cô bé, Gia Khiêm bất đắc dĩ mỉm cười. Chút chướng ngại còn sót lại trong lòng cậu như bị hòa tan. Cậu học theo Hoàng, đưa tay nhấc em gái qua thềm cao. Chú Quảng ơi, chú cũng đi ăn phở à? Hôm nay con được ăn phở đấy, phở ở đây ngon lắm, hôm con đi với chị được mẹ dẫn tới đây ăn rồi hoàng đặt cây máy nói nhà hàng xóm xuống chiếc ghế sát trong quầy rồi bắt đầu bị quay cuồng trong mớ câu hỏi và câu chuyện mà con bé vừa mới kể chú ăn phở chưa anh nói là dẫn tụi con đi ăn miễn phí anh không rủ chú vậy chú có được ăn miễn phí không mà chú yên tâm đi chị hai có tiền rất rất nhiều tiền tụi con sẽ bao chú ừ chưa chắc sẽ được ăn miễn phí á cảm ơn. Hoàng im lặng chịu đựng, xong chàng pháo của cô nhóc, sau đó trả lời từng câu rồi nhớ mày nhìn thằng cháu mình với vẻ mặt dò hỏi. Già khiêm cũng không nao núng, kéo Xuân Linh ngồi bên cạnh rồi hắng giọng. <laughs> cho ba tô phở. Cháu bảo ai bằng cái giọng đấy hả? À? Ăn miễn phí thì phải biết điều chứ. Hoàng lầu bầu không vui, cô bé Xuân Linh bên cạnh rụt rè, đẩy tay khiêm rồi nói nhỏ. Mẹ dạy không đường nói chuyện chống không với người lớn đâu anh ạ. À. Con nhóc đối diện cũng gật đầu phụ hòa. Đúng đúng đúng, phải lịch sự. Dạ vâng, phải nói như thế này này. Dạ vâng thưa chú chủ quán, cho bọn cháu ba tô phở ạ. À. Phiền phức thật, không được thì thôi, đi về. Gia khiêm sầm mặt xuống không chịu thỏa hiệp, cùng lắm thì nhịn, về nhà úp mì tôm ăn. Miếng ăn là miếng tồi tàn, Cậu nhất quyết không vì một bữa ăn mà phải cúi đầu trước ông cậu ngang hông. Nhưng mà Gia Khiêm đánh giá hơi cao, tinh thần hợp tác của đồng bọn, cậu chỉ có thể nhịn đói, còn hai đứa nhóc này thì không. Bé Châu yêu siêu cúi đầu, xoa trước bụng của mình. Em đói lắm anh ạ. Em cũng vậy, đói lắm. Tiếng ủng hộ của cô chị cũng vang lên lý nhí, kèm theo tiếng ọt ọt, chứng minh. Trước hai con mắt rưng rưng đầy vẻ tội nghiệp trước mặt, không mất mấy giây để cho Gia Khiêm đầu hàng Một đứa em gái để cưng chiều Là ao ước là khát khao từ bé của cậu Uống hồ bây giờ Cậu có tận hai đứa à, Cho cho bọn cháu Ba tu phở Hoàng khoanh tay kiên nhẫn chờ Khiêm khó nhọc Thốt ra hết từng câu Sau đó anh gật gù hài lòng Rồi khoan thai đứng dậy bước vào trong bếp Cảm ơn anh Khiêm Anh là tốt nhất trên đời Cô bé con cười híp mắt đưa ngón tay lên tán dương khiêm sau đó vừa nghịch muỗng vừa hát nhỏ. Con ít mà, nhà có sập cũng không quan trọng bằng được ăn no. Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cám. Đúng là cái đồ xàm xí. Heo chỉ đòi ăn phở thôi. Bài hát chưa còn chế xong liền bị lãnh một cái cốc đau điếng. Trần Châu cười hì hì, xoa chán nhìn cậu. Cái mặt vừa lém lình vừa chiêu tức này khiến người khác nhìn vào không hiểu tại sao lại cảm thấy rất vui. Hoàng ngồi phía trong nhìn ba đứa nhỏ xì xô xì xào, đột nhiên lại cảm thấy ngày mưa gió, đúng là không quá lạnh lùng. Còn cái chuyện bán ế, thôi thì để sau tính cũng được, đằng nào thì kinh tế của anh cũng không phụ thuộc vào cái quán này. Diễm Quỳnh nốt vội một miếng bánh mì cuối cùng, uống thêm mấy ngụm nước nhỏ, thì cơn cồn cào trong bụng cũng được xoa dịu. May mà căng tin trong công ty vẫn còn lại một chút bánh ngọt nên trưa ngày hôm nay cô còn có thể tự cứu đói. Bạn nãy cô nắn lại một chút mới thu gom đồ đạc định đội mưa quay về nhà rốt cuộc lại gặp sông gió nên lại không thể về mà ra ngoài mua thức ăn lại càng không. Người trong công ty hầu như đều được cho ra về trước cơn mưa giờ đây văn phòng công ty không có một ai nữa. Quỳnh vào phòng vệ sinh rửa mặt cô định sẽ làm xong việc còn lại chờ nước rút dần một chút rồi cô mới quay về nhà với con Hôm nay mưa to gió lớn thế này Để hai đứa ở nhà một mình Khiến lòng cô như có lửa đốt Vừa định đẩy cửa Thì tiếng trò chuyện loáng thoáng bên ngoài Khiến cho Quỳnh khựng lại Không ngờ trong này cũng có người Cô đang định bước ra Thì nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc Kỳ anh Dừng lại đi, chờ một chút xem nào Coi chừng có người Nào, ở đây đâu có an toàn đâu chứ Hay là mình vào phòng anh đi tiếng thở của một người phụ nữ vang lên kèm theo tiếng xé quần xe áo sột soạt khiến không khí trong phút chốc trở nên mờ ám vô cùng quỳnh loang thoáng nhận ra đó là giọng của chị thiên hà dù sao cũng là người đã lập gia đình quỳnh nhanh chóng đoán được tình hình bên ngoài vô cùng nhạy cảm cô cũng không ngờ cô lại to gan như vậy dám ngang nhiên làm chuyện đồi bại ở công ty chẳng nhẽ họ không nhớ phòng nào cũng có lắp camera hay sao dù nói thế nào Thì nghe lén chuyện chim chuột của người khác cũng không tốt Lúc Quỳnh định tìm cách để im lặng rời đi Thì người đàn ông kia lại lên tiếng Không cần phải lo Lúc nãy anh cúp toàn bộ camera các phòng rồi Với lại làm ở đây không tốt hơn sao Kích thích ý, còn hơn lần chúng ta trong phòng họp Ngoan đi Chiều anh Em muốn cái gì cũng có Lại là giọng của giám đốc Hưng Quỳnh vô cùng bàng hoàng Cô không thể nào tin được người luôn tỏ vẻ công chính đạo mạo như ông ta lại làm cái chuyện lén lút như vậy. Ừ. Anh nói dối, lần nào cũng nói em muốn cái gì cũng được, nhưng kết quả thì sao? Anh để cái con ất ơ kia ngồi vào cái vị trí mà em muốn. đàn ông đúng là cái đồ dối trá. Bỏ tay ra đi, bỏ ra. Đừng có vùng vẫy. Em càng vùng vẫy, anh lại càng có hứng. Chuyện anh hứa hẹn với em chắc chắn là được, nhưng mà em phải kiên nhẫn. Còn mụ vợ anh nó tinh tướng như thế Anh mà ngang nhiên đưa em lên Dễ gì nó chịu để yên Nên phải kiếm người khác đưa lên Để đánh lạc hướng Nhờ vậy mà em mới được an toàn đấy thôi Em chưa biết à Có bao nhiêu đứa trước em Bị con vợ anh nó xử lý rồi đấy Nhưng mà em chán ngán Cái chuyện phải xu nịnh con vợ anh lắm rồi Bà ta là mụ điên Suốt ngày chỉ chăm chăm bắt bẻ Rồi đi hành hạ người khác Anh nữa lòng nào bắt em chịu khổ sao Lần trước mụ ấy còn bắt em đi tiếp cái cha già bên thái thịnh cơ đấy anh có biết cái cha già đấy ghê tởm như thế nào không em yên tâm đi anh hứa anh sẽ đền bù cho em cái vị trí mà diễm quỳnh đang ngồi thậm chí là cao hơn cũng được nhưng em phải chờ cưng ngã à? chờ đợi là hạnh phúc chờ cô ta giúp anh thu thập đủ bằng chứng lật đổ con mụ ngân anh sẽ tìm cách để sa thải nó trước mắt thì chưa Em xem cả cái công ty này Có ai dại mà đương đầu với Kim Ngân như cô ta đâu Có vũ khí miễn phí Anh phải xài chứ Nào nhanh lên Anh chịu hết nổi rồi Bên kia Thiên Hà dường như Cũng bị lời của ông Hưng thuyết phục Cô ta cứ ấm ở từ chối Sau đó lại nhanh chóng nhập cuộc Âm thanh dầm ế bắt đầu tràn ngập Khắp cả căn phòng vệ sinh Đường về nhà sau cơn mưa quả là một thử thách không nhỏ đối với Quỳnh, nhất là đối với người phụ nữ, chân tay yếu mềm như cô. Sau khi vượt qua vô số vũng nước đọng, thậm chí những con đường sắp biến thành sông, thì cô cũng về nhà trước 5 giờ chiều, trong trạng thái bơ phờ vì mệt mỏi. Quỳnh nôn nóng đầy cửa, cô muốn biết tình hình của hai đứa nhỏ như thế nào khi phải cùng nhau trải qua một ngày mưa gió dữ dội. Bạn hãy bởi vì lo lắng quá, nên trước khi rời công ty, cô đã thử gọi điện về nhà nhưng dường như vì mưa to quá nên bọn trẻ không nghe máy lo sợ có chuyện chẳng lành khiến cho cô bất chấp cơn mưa đang còn nặng hạt và quyết định quay trở về nhà dù sao thì xem như ngày hôm nay công ty cũng ngừng hoạt động vì tình hình mưa bão trong nhà vắng tanh tìm khắc các căn phòng vẫn chỉ tìm thấy chiếc điện thoại đang nằm trong phòng ngủ của hai đứa bên ngoài ban công có vô số lá và cành cây nhỏ kèm theo đó là một chậu hoa bị vỡ nằm ngổn ngang con gái cô đâu rồi chuyện gì xảy ra với cả hai đứa chúng nó thế này trái tim của quỳnh đập loạn nhịp từng cơn chân tay của cô trở nên lạnh ngắt cô cố gắng tìm kiếm một lần nữa sau khi ổn định tinh thần để nhớ ra tình hình khi mình vừa đến nhà cửa thì khóa nhưng có điều gì đó không đúng phải rồi đó chính là chiều để móc ổ khóa và hướng tra chìa khóa vào lỗ khóa không giống như bình thường Diễm Quỳnh thuận tay trái nên khi móc khóa thường hướng ra ngoài không giống giống người thuận tay phải thế cho nên là bọn trẻ tự khóa rồi đi ra ngoài sao nhưng mà chúng có thể đi đâu được chứ đột nhiên một linh cảm ập đến Diễm Quỳnh hấp tấp chạy ra cổng rồi băng vội sang đường đến cổng nhà đối diện vừa chạy cô vừa cầu mong suy đoán của mình là đúng thế nhưng đứng trước ngôi nhà tối om kia tâm trạng của cô lại thất vọng hai đứa không có trong nhà hoàng vậy thì chúng nó đi đâu cô biết tìm chúng nó ở đâu giữa thành phố rộng lớn này chứ tất cả là lỗi của cô còn gì cô họng của cô thiết lại đau đớn cảm giác tối lỗi như đòn roi quất thẳng vào trái tim cô sau bài học ngày hôm qua lẽ ra cô nên tỉnh táo cô không nên vì tham công tiếc việc mà bỏ chúng ở nhà trong hoàn cảnh như vậy hai chân của cô bắt đầu run rẩy Diễm Quỳnh cất những bước chân nặng như chì Bắt đầu xào bước đi trong sự hoảng loạn Mưa bắt đầu rơi xuống Hòa vào dòng nước mắt đầm đìa trên má cô Cô chỉ biết bước ra ngoài đầu hèm Để gọi hai con gái Linh ơi, Linh ơi Châu, Châu ơi Vì hè xăm sấp nước trở nên trơn trượt Khiến Quỳnh trượt chân ngã rúi rủi Cô như mất hết sức lực Không thể nào gắng gượng thêm Cứ ngồi nhìn bàn tay sớm máu của mình Mặc cho mưa xối đến đầu Ướt đẫm đến đó Diệm Quỳnh chết lặng một lúc Rồi đột nhiên cảm giác cơn mưa ngừng lại Cô ngước mắt lên rồi nhận ra một tán dù lớn Đang che trên đỉnh đầu của cô Trên cánh tay cầm dù Là chuỗi hoa văn dày đặc quen thuộc Từ phía sau truyền đến Tiếng thở dài đầy ngắn ngầm Trước đây tôi từng nghe tiêu chuẩn chọn vợ Của một số đàn ông rất buồn cười Có cái gì mà chỉ cần Phụ nữ mưa biết chạy vào nhà khát tự biết uống nước là đủ. Tôi từng cho rằng đây là một chuyện bốc phét. Bây giờ thì tôi mới biết, hóa ra có loại phụ nữ ngốc nghếch như vậy. Tôi mà không ra, thì cô định ngâm nước, đến nhũn cả người có phải không? Hoàng chia tay về phía Quỳnh, thấy cô trần trừ không nắm, thì nhíu mày cúi xuống, sách cả cánh tay nâng cô dậy. Sự lạnh lẽo truyền tới, khiến cho anh kinh ngạc. Mẹ kiếp, người cô bây giờ có khác gì một tảng nước đá đâu. Trời mưa cô đi ra ngoài làm cái gì, Cô còn thua cả hai đứa con nhà cô Nghe nhắc tới con gái Quỳnh như sực tỉnh Cô vùng vàng muốn thoát khỏi tay của Hoàng Miệng nói liên tục như mê sảng Đúng rồi con gái tôi Con gái của tôi Bọn chúng biến mất rồi Tôi phải đi tìm chúng Anh buông tôi ra Tôi bảo anh buông tôi cơ mà Tiếng hét khẳng đặc nghẹn ngào của Quỳnh Khiến cho một chàng trách móc Sắp bật ra khỏi bờ môi của Hoàng liền im bặt Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút hồng hào của cô cảm thấy không nữa bèn háng giọng hòa hoãn hai đứa không sao đâu chúng đang ở chỗ tôi anh nói rồi tôi có qua nhà anh rồi không có ai cả anh đừng có mà lừa tôi tránh ra đi tôi phải đi tìm chúng nó hoàng quàng chiếc ô để lấy thêm một cánh tay khống chế cây nấm lùn đang vùng vẫy kích động đừng nhìn người phụ nữ này nhỏ bé mà xem thường nhìn có vẻ tấc thước không đủ chứ sức mạnh là phải biết luôn chỉ dùng một tay là không đủ để đối phó với cô cô tỉnh táo một chút xem nào tôi nói rồi hai đứa đang ở chỗ tôi chưa có nói là ở nhà tôi đâu bộ tôi không được ở chỗ khác ngoài cái nhà âm trì đấy à muốn tìm con thì phải đi theo tôi còn không thì thôi nói xong hoàng không dây dưa thêm với quỳnh anh cầm chiếc dù nhét vào trong tay cô rồi hai tay đút túi quần cứ như vậy bước nhanh về phía trước Diễm Quỳnh phân vân mấy giây rồi cắn răng nhích từng bước theo. Cô không có sự lựa chọn mà chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy tin tưởng người hàng xóm này. Tuy anh có cọc cằn một chút nhưng mà lại đáng tin. Đi hơn chục mét dưới cơn mưa bụi răng răng Diễm Quỳnh nhìn thấy Hoàng rẽ vào một căn nhà ở ngoài đầu hèm Đó chính là quán phở ngày hôm qua cô dẫn con đến ăn. Bảo anh khuất nhanh sau cánh cửa và biến mất. Quỳnh không chần chừ, vội vàng bước theo. Quan vắng tanh, nên Quỳnh nhanh chóng nhận ra con gái Xuân Linh Đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc Chăm chú nhìn cậu con trai nhà hàng xóm Hì hoáy tô vẽ cái gì đó Phía bên trong quầy Con gái nhỏ của cô đang cuộn mình Trong một chiếc áo khoác dày Cứ như vậy ngủ say sưa Áp lực đè nặng lên trái tim của cô biến mất Quỳnh thở hắt ra Như người vừa được ngoi lên từ đầm sâu Lúc này cô mới nhận ra tay chân của mình Đang run rẩy vì lạnh Bỗng một chiếc khăn lông lớn Phủ lên đầu của cô Giọng của Hoàng vang lên ngay sau đó Tôi mở nước nóng rồi Cô vào tắm rửa thay đồ cho bớt lạnh đi Tôi... tôi không lạnh Diễm Quỳnh từ chối yếu ớt Tiếp theo đó là tiếng người gần của Hoàng Cô không tắm cũng không sao Tôi có bị ảnh hưởng gì đâu Mà xem ra cô không ngại Khi có thể lây bệnh cảm cho hai đứa nhỏ nhà cô ấy nhỉ Sức khỏe của Xuân Linh đang yếu mà chân châu cũng không khá là bao nhiêu một trận cảm sốt sẽ khiến tình hình của chúng trở nên tồi tệ diễm quỳnh dù khá ngại nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ cho nên cô đành rón rén đi theo hướng hàng xóm chỉ dẫn nước nóng đem lại luồng sinh khí cho cơ thể lạnh buốt của diễm quỳnh cộng với việc tìm thấy con khiến cho cô nhẹ nhõm đến mức bật khóc những tiếng nước nở đè nén che giấu dưới tiếng nước chảy khiến cho bàn tay đang định gõ cửa của hoàng lập tức dừng lại anh tặc lưỡi lùi về sau để cho cô một khoảng tự do cần thiết cứ như vậy bật khóc mà xả đi mất một lúc nghe thấy tiếng đóng vòi sen cùng với tiếng hít thở khụt khịt hoàng mới tiến tới gọi cửa trong quán không có sẵn đồ phụ nữ cô mặc tạm đồng phục này đi còn mới nguyên đấy nếu ngại thì có cả áo khoác tôi treo bên ngoài này cô mở cửa để tôi đưa cho chính là sự im lặng đắc trả hoàng trao mày nhưng anh chưa kịp cằn nhằn thì một bàn tay nhỏ nhắn đã chìa ra sau cánh cửa mở hé anh nhìn những giọt nước đọng trên cánh tay trắng muốt kia đột nhiên lại tưởng tượng ra cái hình ảnh mờ ảo nào đó cảm thấy lỗ tai chợt nóng bừng hoàng luống cuống nhét vội đồ trên tay cô sau đó rời đi hai đứa trẻ mải mê nên không hề phát hiện có người vào chỉ khi quỳnh đứng lóng ngóng trong bộ đồng phục quá khổ đứng bên cạnh thì Xuân Linh mới nhận ra cô Mẹ Quỳnh Mẹ về rồi sao Sao hai con lại ở đây Sau phút giây mừng rỡ Nghe thấy tiếng mẹ hỏi với chất giọng mũi khàn khàn Cô bé mới chợt giật mình Nhận ra rằng Mình và em gái đã phạm vào một lỗi lớn Xuân Linh thấp thòm đứng dậy Giọng nói lý nhí Con xin lỗi mẹ Hồi trưa, hồi trưa mưa lớn lắm Anh Khiêm nói dắt tụi con đi ăn mà con định ăn rồi về sớm thế nhưng là tôi tôi không cho tụi nhỏ về rông bão thế này để hai đứa con gái ở nhà không an toàn tôi có gọi điện mà điện thoại của cô tắt máy hoàng chen vào giải nguy cho con bé bởi vì anh nhận ra rằng xuân linh rất lo sợ bị mẹ mắng ban nãy sau khi ăn xong hai đứa cứ đòi về đấy chứ bởi vì sợ mẹ về nhà không thấy lại mắng anh phải kiên quyết đảm bảo rằng mình sẽ chịu trách nhiệm khi hai đứa mới dám ở lại. Nghe Hoàng nhắc đến điện thoại, Quỳnh mới nhớ tới trên đường về bị ngã xe ướt cả túi sách, cho nên cô đã tắt máy điện thoại để phòng hư hỏng. Không ngờ vì vậy mà cô bỏ lỡ cuộc điện thoại của anh. Mẹ xin lỗi, vì làm cho hai con phải lo lắng đến Hoàng sợ. Sẽ không có lần sau đâu, mẹ hứa đấy. Diễm Quỳnh kéo con gái vào lòng để chấn an, sau đó quay sang Hoàng nói nhỏ. "Cảm ơn anh và cháu đã chăm sóc cho hai đứa nhỏ cả ngày hôm nay. Tôi" Lời cảm ơn bị cắt đứt bởi một tràng tiếng rột rột nho nhỏ, Diễm Quỳnh nhận ra nó phát ra từ bụng của mình thì cô xấu hổ vô cùng, cả khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ lựng. "Cô đói rồi chứ gì, ngồi xuống đi, rồi muốn cảm cái gì thì cảm." Tôi vô cùng chắc chắn là cô sẽ bị cảm sốt trước khi nói ra lời cảm ơn đấy. Bao nhiêu tuổi rồi, mà còn không biết tự chăm sóc bản thân. Thế mà cô đòi, chăm hai đứa con. Hmm. Miệng thì lèm bèm, nhưng động tác tay của Hoàng không thể ngừng lại. Anh nhanh chóng mở tủ lạnh lấy đồ, sau đó bật bếp đun sôi, lại nồi nước súp. Chỉ vài phút sau một tôi phở nóng hồi, được đặt lên trước mặt Quỳnh, kèm theo đó là một câu sai khiến. Không cho ai từ chối. Cô ăn đi. Đang đói mềm, nên Quỳnh không từ chối Cô cầm lấy muỗng đũa bắt đầu Cho bữa thức ăn đúng nghĩa đầu tiên trong ngày của mình vào bụng Vừa hút một muỗng Hàng mày liễu cao nhẹ Nhưng mà cô vẫn không nói gì Chỉ cắm cúi Ăn hết cả tô phở Sao cô lại cau mày Không ngon à Hóa ra động tác nhỏ của cô Lại không thể nào thoát được sự quan sát của Hoàng Có con gái bên cạnh Quỳnh không thể nào nói dối Nên cô đành lý nhí trả lời đúng là à, không tệ đâu nhưng mà vị khác hẳn với vị mà tôi ăn ngày hôm qua. Cô nhìn thấy khuôn mặt của hàng xóm của mình cứng lại, sau đó anh thở ra một hơi chán nản. Vậy thì đúng rồi, bởi vì do hai người khác nhau nấu. Tôi cũng đâu nghĩ rằng nấu phở lại khó đến như vậy chứ. Vậy ngày hôm qua không phải là anh nấu sao? Ừ, đầu bếp hôm qua đâu? Tôi đuổi rồi. Người thản nhiên trả lời trước ánh mắt sừng sốt của Quỳnh. Anh ta tranh thủ lúc quán không có người quản lý, cấu kết với Thu Ngân, bòn rút nguyên liệu và tiền trong quán. Thứ người như vậy, tôi giữ lại làm gì? Cho nên chiều hôm qua tôi tống cổ anh ta và cái thằng Thu Ngân đi rồi. Sau cơn sừng sốt, Diễm Quỳnh hiểu ra mọi chuyện, nhưng cái khiến cho cô khó hiểu hơn hết là tại sao anh ta lại không đóng cửa quán một thời gian để tuyển thợ nấu mới, mà lại mạo hiểm Đích thân mình ra tay như vậy. Dường như nhìn ra nghi vấn của cô, Hoàng lại nói tiếp. Cô tưởng tôi ham cái vụ nấu nướng này lắm à? Chẳng qua là nguyên liệu đặt từ trước rồi, nên là bây giờ không thể nào hồi lại được, cho nên tôi quyết định thử một phen, nếu như kết quả không tốt, tôi định đóng cửa một thời gian để tuyển người. Nhưng mà xem ra tình hình này, quả thật là tôi thất bại rồi đây. Hoàng bực bội, quăng ngay cái tạp dề lên bàn bếp đưa hai tay vào túi quần định tìm thuốc lá thế nhưng anh kịp nhìn thấy một nhà toàn là phụ nữ và trẻ con gần ngừ một tháng rồi quyết định thôi nhịn cơn thèm thuốc no nê rồi chứ gì mưa tạnh rồi đấy cô với hai đứa nhỏ về nhà nghỉ ngơi đi nhìn thấy chủ nhà mở miệng đuổi khách quỳnh không muốn nán lại làm gì cô vẫy tay ra hiệu với xuân linh rồi định bước tới bế con gái nhỏ lên chẳng ngờ hoàng lại dành trước một bước Trần Châu đang ngủ bị động vào thì kêu ú ớ vài tiếng rồi lại rúc vào mặt anh cứ như vậy ngủ tiếp. Diệm Quỳnh nhìn con gái nằm lọt thòm trong vòng tay vững chãi của Hoàng thì không thể nào làm gì khác hơn là dẫn con gái lớn đi theo sát ở phía sau. Bọn bốn người đi cạnh nhau đồ dài dưới ánh đèn đường vừa lên trông hài hòa giống như một gia đình. Cảm ơn anh và cháu rất nhiều. Anh đưa cho tôi được rồi. Đồ của anh Ngày mai tôi giặt sạch Rồi tôi gửi lại sau Diễm Quỳnh lúi cuối, mở cửa nhà Sau đó chìa tay ra muốn đón con gái từ tay Hoàng Mặc dù lời nói của cô vô cùng lịch sự, Nhưng từ thái độ đấy Hoàng cũng mơ hồ nhận ra rằng Người phụ nữ này dường như muốn kéo giãn khoảng cách với anh Cô nói mà không dám nhìn thẳng vào anh Tầm mắt cứ đặt xuống sàn nhà đầy e rẻ Anh đáng sợ như vậy sao? Hay là cô chỉ có e ngại trước loại người nhìn giang hồ và thô kệch như anh hoàng không khỏi nhớ tới phong cách thường thấy của cô hàng xóm lúc nào quỳnh cũng trông vô cùng lịch sự và chìn chu cái loại khí chất ấy rất thường thấy ở những cô gái có học thức cao và tu dưỡng cẩn thận cho nên có lẽ họ cũng sẽ chẳng mặn mà gì với những người mà họ cho rằng ở tầng lớp khác mình cô sợ tôi đến như vậy sao quỳnh ngơ ngác trước câu hỏi kia rồi như chợt ra hiểu ra ý của anh trong mắt cô thoáng qua sự dao động thế nhưng cô lại lựa chọn mím môi không trả lời điều này tương đương với một lời thừa nhận hoàng nở một nụ cười tự xỉu rồi đặt cô con bé đang say ngủ vào tay cô trọng lượng cô bé dường như vượt ngoài dự đoán của quỳnh khiến cho cô bị mất thăng bằng ngã chúi về phía trước còn may là hoàng nhanh tay chộp được cô bé và kéo lại lưng của quỳnh tựa vào ngực anh cảm giác nóng hầm hập xuyên qua làn áo thun khiến cô giật bắn người luống cuống quỳnh chợt nhớ ra lúc này ngoài tấm áo ấy thì mình không có cả nội y may mà lúc này hoàng đã nhanh chóng xoay người ra về lần này là lần đầu tiên cô khiến bản thân mình nhếch nhác và thảm hại như vậy mà còn là trước một người khác phái xa lạ đây cũng chính là lý do cô cố gắng nói lời tạm biệt hàng xóm nhanh nhất bất chấp việc này có thể khiến cho hoàng cảm thấy cô có thành kiến hoặc là xem thường anh diễm quỳnh bế con gái Nhìn theo bóng lưng khoan thai của Hoàng Trong lòng bối rối khôn cùng Là ai cũng thấy tự ái Khi lòng nhiệt tình của mình Đổi lấy sự xa cách như vậy Nhưng trong hoàn cảnh của Quỳnh Cô không có lựa chọn Bây giờ cô như một con thú từng bị thương Đứng trước mọi thứ tốt đẹp tự dưng ập tới Cô đều e rẻ Nhất là sự trở che chu đáo Của một người đàn ông Sáng hôm sau trên đường đi làm Dù không muốn nhưng Quỳnh cũng không dằn lòng được ngó qua quán phở ở ngoài đầu hèm cửa đóng trên đó treo một tấm bằng nhỏ đề hai chữ tạm nghỉ quỳnh tần ngần nhìn tối đồ đã giặt sạch trên tay một lúc rồi quyết định tôi đến sẽ mang tận nhà trả cho anh đến công ty mọi người hầu như đã tới đông đủ đang trụm đầu bàn tán gì đó nhìn thấy bóng dáng của quỳnh bước vào họ đồng loạt im lặng rồi vợ như không có chuyện gì tiếp tục công việc của mỗi người Người bình thường vẫn hay trò chuyện rôm rả như thiên hà, bản hay cũng im ắng lạ thường. Công ty có xảy ra việc gì thì cũng chẳng liên quan đến mình nên Quỳnh không quan tâm cho lắm. Bởi vì trải qua một đêm suy nghĩ, cô đã đi đến một quyết định. Đang sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng gió, Quỳnh xoay ghế lại. Rất may là cô kịp thời tránh được một cái tát bất ngờ. Cô tát không đúng mục tiêu, khiến cho Kim Ngân lào đảo Bà ta mím môi gượng lại tay Rồi sau đó nhanh tay bôi thêm một cú nữa Lực tay yếu hơn ban nãy Chỉ sượt qua mặt Và để lại một vết chảy xước nhỏ Trên cổ của Quỳnh Đồng nghiệp trong phòng hét toáng cả lên Kèo theo sự tò mò của các phòng khác Người người ghé đầu và quan sát Quỳnh đầy ghế đứng dậy Trong mắt của cô tràn đầy sự tức giận Tại sao chị lại hành hung tôi Mày im miệng đi Mày là con trà xanh lẳng lơ mày đã làm nên chuyện bẩn thỉu gì thì mày tự biết mày đừng nghĩ rằng tao mù mà mày qua mặt tao bà thôi đi tôi bảo rồi chuyện không như bà nghĩ bà cứ cố chấp để làm cái gì bung bét lên cả bây giờ ông hưng Tôm lấy tay bà ngân kéo qua một bên mặt ông đỏ gay và người mắt sắc có thể nhìn thấy vết tím bầm ở dưới đôi mắt cùng với những vết chảy xước khắp mặt và cổ của ông ta xem ra tình hình chiến sự đã diễn ra ở nhà và còn lan đến tận công ty ông vừa nói gì ông bênh nó à ông bênh con điếm lẳng lơ dám ăn nằm với ông ở văn phòng công ty này có phải không tiếng ồ vang lên khắp nơi mặt ông hưng tím lại vì xấu hổ ông ta vung tay cho vợ một cái tát cầm mồm bà ăn nói bậy bạ cái gì hả đồ đàn bà ghen tuông linh tinh điên khùng à ông dám đánh tôi ông dám đánh tôi thử đường trách tôi bùng bét hết tất cả mọi chuyện khốn nạn của ông cho thiên hạ người ta biết là ông bùi quang hưng có quan hệ bất chính với con diễm quỳnh ngày hôm qua hai người tằng tiệu với nhau ở đây nghe tới đây diễm quỳnh không thể nào chịu đựng thêm cô gằn giọng chị ngân chị có bằng chứng gì mà vu khống xỉ nhục tôi chị ăn nói cẩn thận nếu không tôi nhờ pháp luật can thiệp bây giờ tôi hiền tôi không muốn đụng chạm với ai nhưng không có nghĩa rằng là tôi ngu để cho người khác muốn nói cái gì thì nói cô oai nhỉ cô muốn bằng chứng chứ gì được thế tôi hỏi cô có phải là ngày hôm qua cô là người ở lại công ty suốt buổi chiều hay không cô đừng có chối tôi hỏi bảo vệ xem cả camera ở cổng rồi cô là cô gái duy nhất lái xe ra khỏi cổng vào buổi chiều xe của chồng tôi lại rời đi trước đó không lâu <laughs> vậy thì chứng minh được gì tôi ở lại công ty Vậy là tôi cặp với chồng của chị sao? Cái logic gì vậy? Hay là chồng chị chim chuột nhiều quá nên chị nhìn thấy ai? Chị cũng nghi ngờ. Diễm Quỳnh lúc này tức đến run cả người. Cô thở hát ra nhìn về phía ông Hưng. Ông ta lập tức lảng tránh nhìn về chỗ khác. Phía bên kia phòng, cô à thiên hà thì lại nhếch môi cười chiến thắng. Cái loại đàn ông thấp kém hèn hạ thế này mà cũng đáng để mấy người phụ nữ phải đấu tranh để tranh giành nhau sao? Này, cô đừng có mà lẻo mép, tôi còn có bằng chứng." Bà ta nói xong thì quẳng một chiếc túi giấy lên bàn, dân tình đang hóng chuyện hít một hơi mạnh mẽ vì kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc quần ren khiêu gợi rơi ra từ trong túi. "Sao? Không thể nào chối cãi được chứ gì? Đây chính là vật tôi tìm thấy trong túi quần của chồng mình tối hôm qua đấy, sau khi ông ta từ công ty trở về nhà." cô đúng là cái loại đàn bà đê tiện không biết xấu hổ cô định dùng nó để khiêu khích tôi có phải không chỉ có bao nhiêu đây thôi có phải không chị chỉ có những bằng chứng này thôi cùng với lời phán đoán của chị mà chị ấn định tôi tội danh cướp chồng của chị sao xem ra tôi không thể nào im lặng được nữa nhưng mà trước tiên tôi muốn hỏi lại ông hưng tôi cần ông lên tiếng khẳng định rằng tôi không phải là người phụ nữ trong cái vụ ngoại tình ghê tởm này của ông. Ông nói đi. Tôi... À ừ... Quỳnh à, tôi... Ông ta cứ lúng túng như gà mắc tóc. Nhưng chuyện đơn giản nhất là một câu khẳng định sự trong sạch cô cô. Thì ông ta mãi không thể nào thốt nên lời. Diễm Quỳnh đương nhiên hiểu được thâm ý của ông Hưng. Cô cười đều. <cười> đúng là vô liêm sỉ. Xem ra là ông định để tôi đội cái nồi này Nhằm che giấu cho nhân tình bé nhỏ của ông chứ gì? Ông bất nhân như vậy thì đừng có trách tôi bất nghĩa. Bà ngân này, nếu như bà muốn biết cái con tiểu tam mặt dày vô sỉ đó là ai thì mời bà đi theo tôi." Diễm Quỳnh vô cùng phẫn uất, đẩy cửa phòng họp và kéo theo cả một đoàn người. Cô mở máy chiếu nhanh chóng kết nối với điện thoại, rồi dứt khoát chọn ra một đoạn video. Sự háo hức của mọi người tăng lên, kèm theo đó là gương mặt biến thành tái mét của ông Hưng và à nhân tình nhỏ bé. Màn hình lớn ghi lại rõ ràng trận mưa mây nồng nhiệt đang đến giai đoạn kết thúc của hai người. Trong lúc ông Hưng còn đang trong cơn đê mê, ông ta không để ý đến hành động nhỏ của Thiên Hà. Cô ta đã lén nhét chiếc quần lót trong tay mình vào túi áo khoác của ông ta. Vậy mà ông Hưng lại không hề hay biết. Còn khốn kiếp! Tiếng hét của bà Kim Ngân vang lên kèm theo tiếng tát tai vang rồi. Lần này chuẩn bị là đáp thẳng vào mặt của Thiên Hà một cách chính xác. Bà Ngân vừa nắm đầu cô ta, vừa tát liên tục, lại còn vừa mắng chửi. Đúng là đĩ, tao tốt với mày như vậy, tao lo cho mày đủ đương. Ai ngờ mày chị chị em em với tao, sau lưng mày lại húp chồng tao. Mày có còn là con người hay không hả? Hà ơi là ha. Thiên Hà phải dùng cả hai tay che mặt để tránh trận đòn như mưa này. Mất một lúc sau đó mới thoát được những đòn tấn công của bà Ngân. Cô ta hét lớn. Bà im đi. Bà đừng có ở đây kể lể ơn nghĩa với tôi. Bà cho tôi được một chút lợi ích. Chẳng qua chỉ muốn để tôi làm con chó. Nghe theo sự sai bảo của bà. Có bao giờ bà thật lòng bà đối xử với tôi chưa? Bà đừng nói cái kiểu như mình là nạn nhân. Vợ chồng các người. Ông ăn trả, bà ăn nem. Chưa tốt lành cái quái gì. Lời nói hủy tuệt này của Thiên Hà khiến cho những người đang hóng chuyện há hốc mồm vì kinh ngạc còn bà ngân thì tái cả mặt trong đám người lại có một tên đàn ông biến sắc bà làm ầm lên chuyện ông hưng ngoại tình chẳng qua là muốn hạ uy tín của ông ấy ở trong công ty này thôi vậy thì bà đừng trách tại sao tôi cho tất cả mọi người biết thằng kép bà nuôi trong công ty là thằng nào giờ phút này thiên hà đã bị những cái tát của bà làm cho phát điên Cô ta bất chấp tất cả muốn bùng bét mọi chuyện lên cho Hà Lòng Hà Già, đồng thời cũng làm lơ đi ánh mắt, cảnh cáo và van xin của Vĩnh. Anh Vĩnh, tôi nói như vậy có đúng không? Vĩnh lúc này tái mét mặt mày. Này, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Cô biết điều thì câm cái mồm đi. Anh nghĩ xem, nếu như chuyện của tôi và ông Hưng vỡ ra rồi, thì tôi còn sợ gì các người? Buồn chết đi thì tôi cho chết chung đẹp mặt cô ta lúc này lấy chiếc điện thoại hơ hơ trước mặt vĩnh và bà ngân nói với giọng đắc thắng trong này có rất nhiều ảnh chụp và video nóng bỏng về những lần hẹn hò bên ngoài của hai người có cần tôi trình chiếu lên cho tất cả mọi người cùng xem một chút không không có ai trả lời thế nhưng vẻ mặt sượng sùng của bà ngân cùng với thái độ gườm gườm trong im lặng của vĩnh lại trả lời tất cả Đồng nghiệp trong công ty nhìn nhau Sau đó tản ra để tránh thiệt hại Của cuộc chiến tranh Làn tới chân của mình Còn lại 5 người trong phòng họp nhìn nhau Diễm Quỳnh ung dung Rút từ trong cặp hồ sơ ra một phong thư Và đặt xuống trước mặt ông Hưng Tôi nghĩ chuyện nên kết thúc ở đây được rồi Cái tôi cần bây giờ là một lời xin lỗi của ông Của bà Còn lại đây là thông báo đơn phương chấm dứt thời hạn thử việc của tôi Tôi sẽ nhanh chóng bàn giao mọi công việc và bắt đầu thôi việc làm ở công ty Từ tuần sau Xin lỗi Cô nghĩ hay thật Cô quậy cho mọi chuyện bung bét Xăm soi chuyện riêng tư của người khác Bây giờ cô còn bắt tôi phải xin lỗi cô Cô nằm mơ đi ừ. Bây giờ thì mọi chuyện Tất cả là tại tôi sao Chứ không phải là tại bà bà lồng lộn Bà ghen tuông Bà muốn hạ nhục tôi trước mặt toàn thể đồng nghiệp trong công ty Bà mới thấy chuyện này Đi đến nước này là do bà chứ không phải là do tôi Bà nói xem Ai xăm soi ai Cứ thích dắt vàng lên mặt mình mới chịu Đúng là buồn cười Bà thích ăn vàng Nhưng lại bà muốn cho người khác ăn cất có phải không Mày đừng có sỏ riêng tao Bà Kim Ngân còn muốn sống tới Ăn thua đủ với Quỳnh Nhưng liền bị ông Hưng dùng tay kéo lại Bà thôi ngay Bà cảm thấy hôm nay chưa đủ mất mặt hay sao Cút, cút về nhà ngay cho tôi nếu như là ban nãy Khi chưa bị vạch trần mối quan hệ mờ ám với Vĩnh Thì bà Ngân vẫn có thể ý thế Là trên cơ thể của mình Để sao ai với ông Hưng Nhưng vào lúc này bản thân bà ta cũng là người đuối lý Vì vậy đứng trước uy thế của người chồng Bà ta không còn cách nào khác Là cục đuôi hậm hực Và bước ra khỏi phòng họp Hôm nay có đến tận 5 nhân vật chính Thì một nhân vật đã rời đi Bây giờ chỉ còn gặp đôi giám đốc Và nữ nhân viên cùng với tên nhân tình của vợ giám đốc ở lại dưới những đôi mắt tò mò xen lẫn chế giễu của đồng nghiệp xung quanh thiên hà cắn môi kéo lấy tay áo của ông hưng ra vẻ tội nghiệp thấy vậy mà thay cho sự cưng chiều thường thấy trong những lúc bên nhau lần này ông ta lại tuyệt tình vô cùng cô đang làm cái gì thế cô có biết đây là đâu không mặt của thiên hà sượng ngắt bàn tay vẫn giơ lên giữa không trung không biết nên đưa tới hay là rụt về loang thoáng có tiếng cười nhỏ chế nhạo của ai đó cô ta ngước đôi mắt ngập nước ra vẻ tủi thân anh hưng thông báo cho phòng nhân sự từ ngày mai cô thiên hà không cần phải đến công ty làm việc cô hãy nhanh chóng bàn giao công việc và cuốn gói rời khỏi đây trong vòng ba ngày cho tôi dù sao cũng là một người đàn ông từng trải lại làm chủ một doanh nghiệp có bề dày hoạt động lâu đời ông hưng vẫn là người có tầm nhìn và đầu óc không tệ Mặc dù ban nãy tình hình rối ren, nhưng ông ta vẫn nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện này. Vì sao Thiên Hà, khi biết rõ mối quan hệ mờ ám của Kim Ngân và Vĩnh, thậm chí cô ta còn có cả bằng chứng trong tay mà vẫn giấu nhẹm ông ta bấy lâu nay chứ? Suy cho cùng thì à đối với ông ta, nào phải một lòng một dạ. Mà ban đầu vốn ông ta cũng đi định chơi qua đường, muốn lợi dụng cô ta để bày trò phá bĩnh vợ mình, chưa nào có yêu đương quái gì. Khốn kiếp thật. Ông muốn bỏ rơi tôi. Ông là một tên đàn ông tồi tệ. Một tên đàn ông khốn kiếp. Ông cứ chờ đi. Các người cứ chờ đi. Tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Sau khi buông ra một lời dọa dẫm, cô ta tức giận đùng đùng quay lại chỗ làm, thu dọn đồ đạc cá nhân rồi quay ngoắt đi. Phòng họp lắng xuống. Lúc này mọi người cũng nhận ra rằng chàng vi công của bà Ngân cũng lỉnh đi từ lúc nào không hay diệm quỳnh nhận ra mọi chuyện đã đi đến hồi kết cô cũng không muốn ở lại làm gì liền rời khỏi phòng họp về chỗ ngồi sắp xếp đồ đạc của cô drama trong công ty kết thúc mọi người lũ lượt rời khỏi phòng họp để lại ông hưng ngồi trên ghế vỏ đầu bứt tai diệm quỳnh mở máy tính vào file công việc của mình cô nhìn bảng báo cáo sắp hoàn thành nhớ tới mình vì công việc này mà bỏ ra bao nhiêu tận tâm cùng với công sức ấy vậy mà chỉ là một con cờ bị người ta lợi dụng vậy mà cô không hay cô không biết bạn thân cô muốn rút chân ra khỏi đống rác rối nên kéo cô vào đây thế thân vì để khẳng định năng lực và làm hài lòng sếp mà cô không tiếc đắc tội với vô số người rốt cuộc cô lại đẩy bản thân mình vào cảnh bị vắt tranh bò vỏ thời điểm nghe ông hưng thản nhiên nói rằng sẽ đưa mình ra làm con tốt thí là lúc diễm quỳnh biết mình nên chuẩn bị để bảo vệ bản thân mình Cô chịu đựng sự ghê tởm Cố gắng quay lại đoạn video Về cuộc mây mưa giữa ông Hưng và Hà Cố gắng để quay rõ ràng nhất có thể Sự thật chứng minh điều cô lo lắng Là không hề thừa thái Nhờ đó mà cô rửa sạch được tiếng nhơ Và lật mặt được những con người già dối Hèn hạ ấy Diễm Quỳnh tần ngần một lúc lâu Rồi đưa ra quyết định Sau một loạt thao tác Máy tính đưa ra dòng cảnh cáo cuối cùng hỏi rằng có chắc chắn muốn xóa hay không cô mím môi bấm chọn xóa sau đó không quên vào biểu tượng thùng rác xóa đi một lần nữa biết mình bị lợi dụng mà còn để cho người ta hưởng thành quả từ công sức của mình thì chẳng khác gì cô là đồ ngốc đằng nào thì cô cũng không có định hoàn thành thời gian thử việc thêm một mục không hoàn thành nhiệm vụ thì có làm sao đâu tuy quán phở đóng cửa nhưng thân là chủ quán Hoàng cũng không được thành thơ như người ta vẫn tưởng. Anh phải nhờ bạn bè xã hội hỏi giúp khắp nơi, nhưng mà tạm thời vẫn chưa tìm được người quản lý quán, cũng như thợ nấu chính. Suốt mấy ngày sau đó, công việc ở công ty bảo vệ cũng cuốn lấy anh. Thời gian của anh dành cho công việc hầu như không đủ, nói chỉ việc quay về căn nhà ở cuối hẻm đó. Dạo này người bạn thân tên khởi của anh đột nhiên có hứng thú về phát triển công ty xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ ở vùng quê, Ban đầu Hoàng còn cảm thấy lạ, nhưng trải qua một số việc anh mới biết được nguyên nhân chính khiến bạn mình đưa ra quyết định đó là gì. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà khởi lại dính vào rắc rối cùng với một cô em nhà quê. Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì không có gì là lạ, vì suy cho cùng Hoàng hoàn toàn không có thành kiến gì đối với những người ở vùng nông thôn bởi vì bản thân anh cũng xuất thân từ một đứa trẻ vùng quê nghèo khó. Nhưng cái chính là cô gái ấy lại là một cô gái có chồng và có một đứa con gái. Hay nói đúng hơn là cô gái ấy đang còn vướng vào một cuộc hôn nhân với người chồng sắp cũ. Đối với việc riêng của bạn, Hoàng không tiện nhúng tay vào, nhưng anh cố gắng hỗ trợ hết sức mình mỗi khi mà khởi cần đến sự giúp đỡ. Ví dụ như là dạy dỗ tên chồng dở hơi báo đời của cô gái kia một bài học nên thân, để cho hắn không còn tới làm phiền chỗ người ta buôn bán hay là hỗ trợ nhân lực để một mặt bảo vệ công ty mới xây của khởi. Mặt khác, còn phải kiêm thêm việc trông chừng cho cái tiệm thuốc bé nhỏ ở đối diện. Bao nhiêu việc lớn, việc nhỏ khiến hai bao hôm nay anh không trở về. Đến hôm nay thư thả hơn một chút, Hoàng vội vàng gọi xe về để thăm thằng cháu, tiện thể tắm giặt. Chú Quàng, chú Quàng, chú đi làm mới về có phải không chú? Có tiếng hét lành lành vang lên ở nhà đối diện, khiến cho bước chân của Hoàng khựng lại. Anh cố ý chọn giờ nghỉ trưa để tạt về nhà. Giờ phút này không phải là bọn con nít, nên nằm trên giường ngủ trưa rồi sao? Vậy mà cái loa phát thanh nhà hàng xóm vẫn hoạt động nhiệt tình hết công suất như vậy. Quỷ nhỏ nhà hàng xóm thì dễ thương thật đấy. Anh đi xa mấy ngày nay, mỗi khi nhìn bọn nhóc chiêu đùa trước mặt, lại không khống chế được, mà nghĩ tới mẹ con nhà nó. ấy chết, có phải là anh nghĩ Linh tinh rồi không Anh chỉ nghĩ tới Hai đứa nhóc con thôi Hoàng áo não mắng thầm mình Quyết tâm không để ý tới cái loa bên kia Nhưng mà anh đánh giá thấp độ kiên trì Và liều lĩnh của con bé rồi Hoàng mở cổng Nhưng mà không thể nào bước vào Bởi vì bên nhà hàng xóm lại đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ chát chúa Vừa quay lại nhìn Khiến anh hết cả hồn Sau một chàng la hét khàn giọng vì mừng Bà chú Hoàng lại chẳng hề có phản ứng Trần Châu lại cho rằng Chắc là giọng mình nhỏ quá Nên chú không nghe thấy Cô nhóc quyết định kéo một cái bục gỗ ra ngoài ban công Nhòi người ngừa ra ngoài Để chú thấy và nghe mình gọi rõ ràng hơn Chưa kịp gọi Thì do loay hoay thế nào Mà cô bé lại làm rơi chậu hoa đặt trên ban công Rồi hét lên một tiếng thất thanh Thế là chú Hoàng chưa mất đến 2 giây Để đấu tranh tâm lý Đã vội vàng chạy đi ngay sang đường đến chống nạnh trước hàng rào mà quát lớn. Tụt xuống ngay, ai cho cháu lên đấy, xuống đây, ngay. Trần Châu dù còn đang điếng hồn sau cú ngã của bồn hoa, nhưng cũng không thể nào chống lại cái lời mời gọi kia của chú Hoàng. Chỉ thấy cô bé vâng một tiếng, rồi sau đó lạch bạch chạy vào bên trong. Chưa đầy một phút sau, liền hồn hền đứng trước mặt anh. Hai chú cháu một người đứng trong một người ngoài, rào bốn mắt cứ như vậy mà nhìn nhau. Niềm vui và sự tin tưởng của trẻ con thực sự khó mà che giấu. Đối diện với đôi mắt lấp lánh tràn ngập hân hoan của cô bé, khi gặp mình, Hoàng cũng không chống đỡ được lâu. Anh ghé vào, song rào, thờ dài bất lực. Cháu ra đây, hay là tôi vào đó bây giờ? Cháu, cháu chỉ có chìa khóa cửa nhà, chứ không có chìa khóa cổng. Mẹ đưa chị đi tập rồi. Hoàng nhầm tính, hôm nay là thứ sáu, đến lịch tập của con bé chị thào nào mà bà nhỏ ở nhà một mình nên mới thao hồ tắc oai tắc quái như vậy nhưng mà cô ta đúng là quá sơ xuất hoàng yến răng mắng thầm cái người phụ nữ ấy vẫn chưa rút kinh nghiệm dám bỏ trẻ con ở nhà mà khóa cổng ngoài thế này nhỡ như có chuyện gì thì sao không có chìa khóa thì thôi chúng ta nói chuyện ở đây vậy anh đưa tay qua song sắt để vèn mái tóc lòa xòa trên vầng trán ướt mồ hôi của cô bé Giọng không tự chủ được Tự dưng lại mềm mại hơn Chạy gấp như vậy làm cái gì chứ Nhỡ con bị ngã thì sao Con sợ chú đợi lâu chú bỏ đi mất Lúc nãy con la lớn Đến đau cả cổ họng Mà chú có trả lời con đâu Đứng trước lời giải thích Kèm với khuôn mặt phụng phịu Lên án của con bé Hoàng đối lý Nên chỉ có thể ẩm ừ và cười trừ Con bé được cái cũng không thủ dai cái bàn mặt kia cũng duy trì không bao lâu Đã bắt đầu cười hì hì Kể cho anh đủ chuyện Xảy ra vào mấy ngày hôm nay Hoàng ghé người tựa vào tường rào Hai chú cháu trụm đầu lại Giao lưu ngôn ngữ thi thoảng anh lại kịp thời chêm vào một hai câu Thật sao? Thế à? Từ một đống dữ liệu lộn xộn Anh cũng rút ra được một số thông tin chính Cô hàng xóm của anh hình như Không còn làm việc ở chỗ cũ Vì bé Châu nói rằng Mẹ thông báo là từ tuần sau Mẹ ở nhà nấu cơm cho hai chị em Hay việc tình hình sức khỏe của Xuân Linh Có tiến triển rất tốt Từ việc phải tập ba lần một tuần Nay chỉ cần hai lần một tuần mà thôi Hoàng kiên nhẫn nghe con bé nói cho tận hứng Tay thì lục lọi khắp các túi trên người Kết quả Móc ra được hai viên kẹo Trần Châu cười tít cả mắt cảm ơn Hoàng Nhưng con bé Lật đi lật lại hai viên kẹo Rồi nhìn anh không đủ chú ạ à. sao lại không đủ con bé bốc lên một viên lại tiếp tục một viên nói rất rành giọt cái này là của chị nhé cái này là của con nhé nhưng không có của mẹ đòi cho đủ cơ đấy hoàng vừa tức lại vừa buồn cười anh nghiêm giọng hết rồi kẹo của tôi chỉ dành cho bé ngoan thôi cô bé con tròn mắt nhìn hoàng sau khi nhận ra tay anh trống trơn và không phải nói đùa thì con bé tiêu nghỉu cụp mắt vậy thôi để con nhường cho mẹ con cảm ơn chú quảng hoàng đang muốn sửa lại cái tên đứt đát kia của con bé thì đột nhiên khựng lại chiếc xe phân khối lớn vừa vụt qua trên đường thu hút sự chú ý của anh bởi vì nếu như anh không lầm thì từ lúc hai chú cháu nói chuyện chiếc xe này đã lượn qua đây mấy vòng người bình thường chắc ít ai chú ý đến một chiếc xe cùng với những con người xa lạ trên con đường nhưng gặp hoàng thì khác bản năng nghề nghiệp khiến cho anh có thói quen luôn quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh và trở nên nhạy cảm hơn với những điều bất thường hai tên đàn ông ngồi trên xe cùng hành động giáo giác luôn già chậm đi qua đi lại đây khiến cho anh cảm thấy mình phải chú ý tai vẫn lắng nghe tiếng líu lo của cây nấm bên rào nhưng mắt anh lại như vô tình lướt về phía chiếc xe đang chạy như bay. Trong đầu anh nhầm nhầm lại biển số. Chiếc xe vừa mới đi, anh che miệng ra dấu im lặng với Châu, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Không cần màn chào hỏi phức tạp, ngay câu đầu tiên anh liền truyền đạt đủ yêu cầu. Giúp tôi điều tra chiếc xe biển số X44 và mối quan hệ của chủ xe. Ừm. Cần gấp. Có tin tức gì thì báo ngay. Cảm ơn cậu. Có dịp mời cậu vài chén thì cảm ơn Sao cơ <laughs> Đang ở nhà Không không Tôi thích nhà trong hẻm ừ. Bóng hồng cái gì Cậu chỉ giỏi bốc phép Thôi nhá cúp máy đây Mới nhờ có tí chuyện Mà thằng bạn tồi hiếu kỳ hỏi thăm linh tinh Nhà anh thì anh về Nhà anh thì anh ở Có cái quái gì đâu mà quản anh chứ Bên kia hàng rào cây nấm lùn lanh lợi kia Chẳng biết tìm đâu ra cái ghế con Đang ngồi ngóng anh từ nãy tới giờ Sự hào hức của con bé Hoàng không nỡ nói lời chia tay Cứ như vậy mà tiếp tục buôn dưa Gần 5 đến 10 phút Lát sau Hoàng xoa đầu chân châu Và kịp thời cắt đứt câu chuyện Khi xe của cô nàng hàng xóm Đỗ xịch trước cổng nhà Hàng xóm của anh ngày hôm nay Không ăn mặc lịch sự trang nhã Như anh thường thấy Cô diện một bộ váy xanh chưa thấy bao giờ Vẫn tươi tắn với màu thiên thanh dịu dàng màu sắc này khiến cho da cô càng thêm trắng môi cô càng hồng hoàng lắc lắc đầu kịp ngăn đầu óc của mình trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ đã mấy ngày không gặp nhau quỳnh giật mình khi nhìn thấy vẻ ngoài bụi bặm và mệt mỏi của hoàng dâu của anh chắc là chưa kịp cạo từ lần trước làn da trên mặt trở nên đen sạm kết hợp với đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ chồng hoàng lúc này chẳng khác gì tội phạm đang trên đường đào thoát chú hoàng đấy mẹ mẹ thấy chưa con bảo rồi đấy là chú mà mẹ cứ bảo là không phải cơ ngoài chú ra thì có chú nào ghé nhà mình đâu cháu chào chú hoàng ờ à, ừ chào cháu tiếng chào rõ to của con gái cùng với lời đáp khàn khàn của hoàng khiến cho dự định làm lơ của anh đối với quỳnh bị bỏ dở cô cười và gật đầu anh hoàng anh về rồi đấy à anh không khỏe ở đâu có phải không Hóa ra Xuân Linh nhìn thấy anh từ xa Cô bé vô cùng mừng rỡ thông báo cho mẹ biết Nhưng mẹ lại bảo là con gái mình nhìn lầm Ừ, về chứ Nhưng mà chưa chết được Hoàng gật đầu trả lời lành lạnh Không nhận ra trong câu trả lời của mình Ẩn chứa ít nhiều hờn rỗi Nhiều ngày trôi qua như vậy Anh cảm thấy rất khó chịu Khi nhận ra người ta sống vô cùng thoải mái Chẳng có vẻ gì bận tâm Trong khi anh mang theo sự bực bội trong người Suốt mấy ngày đi ngủ bờ ngủ bụi. Thật ra mà nói, có lẽ Hoàng chẳng hề nhận ra anh hoàn toàn chưa đủ tư cách để hờn rỗi Quỳnh. Bọn họ quen biết chưa đủ một tuần, lại chẳng tiếp xúc thân mật với nhau. Theo lẽ thường, chỉ được gọi là quen biết sơ sơ. Chẳng có lý do gì để giải thích vì sao anh tự cho mình cái quyền được giận dỗi cô khi mà cô không quan tâm. Chú ơi, chú bị bệnh à? Chú, có ai nấu cháo cho chú chưa? mẹ con nấu cháo ngon lắm. Cái nấm lùn bị bỏ rơi lúc này kịp thời lon ton chạy lại, chen vào để tìm cảm giác tồn tại. Hoàng cúi xuống, véo vào mũi con bé. Nói chuyện với tôi cả buổi, mà không phát hiện. Giờ lại chạy tới hỏi thăm để làm cái gì. Cái đồ không có lương tâm. Ừ, chẳng biết là giống ai. Hoàng khoát tay nói với con bé. Mẹ với chị về rồi, thì cháu vào trong nhà đi. Nhớ nhá, lần sau, cấm không được trèo ra ban công nữa. Trần Châu lý nhí gật đầu vâng dạ, mắt lấm lét nhìn mẹ. Khỏi phải nói, Quỳnh cũng biết rằng con bé lại gây chuyện gì đó. Cô vừa định mở miệng hỏi thăm thì thấy Hoàng đi được vài bước, chợt dừng lại. Anh lạnh nhạt nói tiếp. Lần sau ấy cô đừng bỏ trẻ con ở nhà một mình như thế Nó có mấy tuổi đâu Đâu có biết phân biệt nguy hiểm Có dặn nhiều thì cũng như không thôi Nếu như nếu như cô không thể nào đem nó theo Thì cô có thể gọi thằng nhóc thối bên kia Bảo nó trông dù Tôi dặn dò nó Ok chưa ừm, um, Tôi tôi chỉ nghĩ đơn giản Chờ Xuân Linh đi tập trường một tiếng đồng hồ Cũng không lâu lắm Vì vậy mới không dám làm phiền ra khiêm Đi tập Hoàng nhướng mày hỏi Mắt thì lướt từ trên xuống dưới Người Quỳnh một lượt Ngụ ý Tôi còn tưởng cô đi ăn cưới quỳnh ngẩn ngơ không hiểu ý của anh là gì bởi vì thực sự hôm nay cô không hề có ý ăn diện đặc biệt gì cả đã lâu cô không sắm sửa gì cho bản thân chỉ tận dụng lại số đồ đạc có sẵn từ thời còn sống chung với trực để tiết kiệm chi phí mà thôi có chuyện gì không ổn sao cô hỏi với vẻ không chắc chắn chẳng hiểu vì sao quỳnh lại có cảm giác từ cái buổi chiều mưa hôm ấy thái độ của người hàng xóm này đối với cô có vẻ rất kỳ lạ. Cô thấy anh ta đôi lúc như quan tâm, đôi lúc lại như khó chịu và gắt gỏng vô lý với mình. Chẳng nhẽ người đàn ông nào bước vào giai đoạn trung niên như anh đều có lúc nắng, lúc mưa như vậy sao? Nếu như Hoàng có thể nghe thấy tiếng lòng của Quỳnh vào lúc này, chắc chắn cô lại được định thêm một tội danh, đó chính là chi anh già nua. <laughs> Cái gì mà đàn ông vào tuổi trung niên chứ? Mặc dù Hoàng luôn có thể hùng hồn đáp trả khởi mỗi khi bị bạn trêu chọc về tuổi tác và cái sự ế chồng chơ của mình rằng mình cứ thích ở vậy cho gái nó thèm chơi. Nhưng thực sự ở đuổi tuổi này khi mà bạn bè cùng trang lứa xung quanh đã yên bề ra thất từ lâu Hoàng có cảm giác được rằng tuổi tác của mình chính là tử huyệt trôn anh. Không có, mẹ con cô vào nhà đi bà dạo này ra đường nhớ cẩn thận một chút đi nhé. Anh nói có vẻ nghiêm túc 100% khiến cho Quỳnh biết rằng anh không hề nói đùa. Nhưng chưa đợi cô hỏi thêm câu nào nữa anh lại xài bước về phía bên kia kéo cổng và bước vào trong nhà. Cảm thấy làm phiền người ta hoài thì kỳ quặc mặc dù trong lòng còn đầy nghi vấn nhưng Quỳnh chỉ đành dẫn hai con vào trong nhà trước. Nhờ đến lời dặn của anh sau khi đóng cổng cô cũng nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra có điều gì kỳ lạ. Quỳnh thở dài khép cổng rồi sau đó khóa lại cẩn thận. Đối với sự trở về của Hoàng, chính bản thân Quỳnh cũng không thể nào nhận ra tâm trạng của mình đã yên ổn hơn những ngày trước. Tối hôm ấy cô có thể ngủ ngon, ngủ một giấc say xưa, chẳng bù cho người hàng xóm bên kia đường. Dù cơ thể thấm mệt, nhưng mà vẫn trằn trọc, không sao ngủ được. Hậu quả là sáng ngày hôm sau, vừa mới 8 giờ hơn, anh vội vàng mở cổng với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, vì tiếng chuông cổng. Câu chửi bậy kịp thời tắt lịm trên bờ môi khi nhìn thấy nụ cười ngập ngừng cộng thêm lấy lòng của ba mẹ con nhà hàng xóm. Sáng nay tôi nấu cháo cho bọn nhỏ. À, không biết anh có ăn sáng chưa? Cho nên tôi mang sang đây cho anh một ít. Đêm qua phải 1 đến 2 giờ sáng anh mới ngủ được, chưa đẩy giấc lại bị đánh thức vào giờ này. Tâm trạng của Hoàng không thể nói là tốt đẹp Nhưng anh không nói gì Chỉ dịch sang một bên ra hiệu cho Quỳnh và hai đứa nhỏ vào trong nhà Rồi quay người đi đánh răng Hai nhóc con vừa vào nhà Đã nhào tới Đeo thêm ra khiêm vào phòng của cậu để khám phá Để lại Quỳnh đứng lóng ngóng trong phòng khách Không có việc gì làm Cô lặng lẽ quan sát căn phòng Lần đầu tiên Mình bước chân vào Phòng rất rộng Tuy được trang trí đầy đủ nhưng vừa nhìn là cô nhận ra dấu vết không có người chăm sóc thường xuyên. Cũng phải thôi, bởi vì hai cậu cháu hoàng đều là đàn ông, không thể nào tỉ mỉ giống như một người phụ nữ có mặt trong nhà, chăm sóc gia đình và tổ ấm được. Đúng là một gia đình không có phụ nữ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện lỡ làng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lan Đình. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 3, Tâm An cảm thấy có rất là nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng mà suy cho cùng thì mọi sự khó khăn đều là do lựa chọn của chính mình, không ai có thể lựa chọn và thay thế mình được và khi mà mình lựa chọn rồi thì mình phải cố gắng cố gắng mỗi ngày để có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân và những người thân trong gia đình giống như anh chàng thiên là hoàng trong câu chuyện này dù bất mãn với cuộc sống và anh cũng tự trách bản thân mình nhưng mà bởi vì có đứa cháu bởi vì bản thân mình nên mỗi ngày đều phải cố gắng để có thể có tiền lo cho con lo cho em và lo cho tất cả mọi người trong gia đình giống như là ba mẹ con của quỳnh cũng vậy từng bước từng bước vô cùng khó khăn nhưng đang cố gắng để tìm thấy một chân trời mới ở phía trước và không biết được rằng hai con người có hai hoàn cảnh tương tự nhau khi gặp nhau sẽ như thế nào chúng ta lại tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này sẽ được tâm an gửi đến cho quý vị vào buổi tối ngày hôm nay nhé hãy cùng lắng nghe theo dõi và ủng hộ cho tâm an tâm an cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại